Tin về Hà Nội sẽ cấm xe gắn máy. Trong 6 triệu chiếc xe thì xe công an quân đội chiếm 1 triệu chiếc. Tin từ Hà Nội, báo VN Express vào ngày 9 tháng 3 năm 2019 loan tin, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cộng sản Hà Nội cho biết, Sở này đang nghiên cứu đề án thu lệ phí của một số phương tiện giao thông vào trung tâm thành phố dễ gây kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Đề án này sẽ trình tại kỳ họp cuối năm tại Hội đồng Nhân dân thành phố. Và thêm một đề án nữa là xây dựng lộ trình giảm dần, tiến đến dừng hoạt động của xe gắn máy tại các quận vào năm 2030. Theo nhân viện thì cấm được xe máy càng sớm càng tốt, trong đó có việc dừng cấp ghi danh cho các xe gắn máy mới. Đồng ý với đề nghị của ông Viện, ông Nguyễn Trọng Đông là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho rằng xe hơi đã có tiêu chuẩn khí thải, nhưng xe gắn máy không có tiêu chuẩn này nên phải hạn chế và cấm xe gắn máy càng sớm ngày nào thì hay ngày đó, để cải thiện chất lượng không khí. Để ủng hộ đề nghị của ông Đông và ông Viện thì ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Hà Nội cho biết, thành phố này hiện có khoảng 6 triệu xe gắn máy và xe hơi, thêm khoảng 2 triệu phương tiện khác, trong đó xe của lực lượng công an, quân đội là khoảng 1 triệu chiếc. Trước đó, tại kỳ họp giữa năm 2017, thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã có quyết định dừng hoạt động các xe gắn máy trên địa bàn các quận nội thành vào năm 2030, và đề nghị này đã có 90% người được hỏi ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người dân nghi ngờ về dự kiện này vì phần đông người dân Việt Nam di chuyển bằng xe gắn máy, trong khi xe bus chỉ giải quyết được hơn 4% nhu cầu đi lại của người dân. Một số các nhà vận động bảo vệ môi trường cho rằng cần phải trở về thời kỳ Cộng sản phôi thai hay là trước thời kỳ đổi mới để bảo vệ môi trường, vì lúc đó ai cũng sử dụng xe đạp và đi bộ.